Đi đâu vậy chú? Đấy, đi vô trong đi, gọi đi đường Pháp. Khang con đẩy ly vô coi chừng ngã đổ nha con. Ủa này mình tự đi kêu ha, nó lại lên. Lại lại. Có thật đơn đó. Ủa? Đi cái đường nào vậy? Hả? Đi cái đường nào vậy? Ừ, dạ con. Ở cái gì vậy? Ồ, điện qua đang quay phim đó. Ủa? Đi cái đường nào nó vậy? Đi đường hầm à? Đi đường hầm à? Ở giờ cũng vậy đó. Lên ngồi đàn bạn không? Long Long là đã có bạn gái rồi, học chung lớp tên là Nhi. Bạn nó học dở lắm. Một cái kem giống gì nữa. Em kiểu gì em? Dâu với trà xanh. À à. Ít đá. Đẹp không? Đẹp không? Ít đá em trai. Kéo rồi, kéo rồi, kéo rồi. Bạn Hải nó có điện gì em không? Con ha, quay con ha, quay con nó, quay con nó. Ôi xíu nữa ngã rồi. Hả? Chụp hình nữa hả? Này quay phim nữa. Quay rất rõ hơn chụp hình nữa. Hả? Nó nè, đang chụp nè, đang quay đó. Quay rất rõ hơn chụp hình nữa. Giỡn hồi ngã đổ đó. Ngồi lại
chạy nước miếng luôn. Anh nhớ từ chiều giờ nó cằn nhằn hoài luôn á. Đóng dấu vô đúng không? Ngồi cho chú mang đồ ăn, ngồi đợi chú kìa. Rồi ngồi con ngồi nó đi.